chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bingsu cam. Để làm cái món này thì đây mình chuẩn bị 2 quả cam Úc. Và 2 quả cam này thì nặng 700g. Và đường thì mình sẽ dùng 50g. Và đây là nước cam nha các bạn. Nước cam ép á, mình mua cái loại mà nước đóng chai á. Và nước cam này thì mình sẽ dùng 300ml. Và 500ml sữa tươi có đường. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho phần nước cam và sữa tươi vào trong cái bịch ni lông. Mình sẽ để riêng nha các bạn, không có để chung nha. Mình cuộn cái bịch cho kín lại. Sau đó mình sẽ đem để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khi mà mình để vào trong ngăn đá thì mình sẽ để cho nó nằm xuống như thế này nè. Rồi để cho đến khi nào mà cái phần cam và sữa của mình nó đông lại là được. Mình sẽ chế cái phần sữa vô trong cái túi ni lông này. Bây giờ thì mình sẽ đem để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Mình để khoảng 4 đến 5 tiếng là nó đã đông lại rồi. Thế là mình sẽ làm cái phần nước sốt cam nha. Mình sẽ cắt quả cam ra làm hai. Rồi mình nặng mình lấy cái phần nước. Ở đây mình có chuẩn bị một cái đồ vắt cam nè. Mình sẽ để lên rồi mình vắt. Cái cam của mình nó muốn bự hơn cái đồ vắt luôn. Và các bạn nên dùng cái loại cam Úc á, thì khi mà mình làm á, thì nó sẽ không có bị đắng. Mình vắt cho đến khi nào cam hết nước thì thôi. Rồi nước cam sau khi mà mình đã lược xong á, thì mình sẽ lược qua một cái rây. Cam này thì nó có những cái hạt nhỏ nhỏ à. Sẽ dùng cái muỗng để mình gẹt như thế này để cho những cái tép cam nó sẽ ra hết cái phần nước ở bên trong á. Mình bắt cái nồi nước cam lên trên bếp, sau đó mình sẽ cho vô 50g đường và bật bếp lên. Mình nấu cho cái phần đường này tan ra. Đường đã tan ra rồi, bây giờ mình sẽ cho vô khoảng 1 muỗng cà phê mật ong. Rồi mình khuấy đều lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ đun thêm 5 phút nữa. Mình sẽ đun với lửa vừa thôi, để cho cái phần sốt của mình nó hơi kẹo kẹo á. Và phần sốt cam của mình như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Sau đó mình để cho phần sốt cam này nó nguội nguội rồi mình sẽ đổ vô trong một cái hũ. Ở đây mình có chuẩn bị một cái hũ thủy tinh. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước cam vô. Và các bạn nhìn cái phần nước sốt cam của mình là giống như là mật ong vậy đó. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào mà mình làm bingsu xong rồi thì mình sẽ lấy cái phần nước sốt này ra và mình chế lên. Ở đây mình chừa lại một trái cam nha các bạn. Trái cam này thì mình sẽ dùng để trang trí đó. Phần cam này bây giờ mình sẽ sắc ra nha. Mình sẽ sắc lát. Wow, nhìn cái lá cam của mình rất là đẹp luôn á. Ở đây mình trang trí theo kiểu sắc lát, còn các bạn có thể sắc muối cũng được, thì theo sở thích nha. Phần sữa và cam đã đông lại rồi, nó đông cứng ngắc luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ đập ra nha. Wow, trời cứng thế. Ở đây mình dùng cái chai để mình đập, hoặc là các bạn có thể dùng cái búa cũng được. Mình đập cho nó nát ra là được. Thôi mà nó cứng dữ đi. Mình đập nhuyễn xong rồi thì mình sẽ cho ra ngoài một cái tô. Hoặc là nhà bạn nào mà có cái máy mà mình bào qua bào đá thì các bạn có thể cho vô trong cái máy đó mình bào thì nó sẽ mịn hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đập cái phần nước cam ra nha. Phần cam thì mình sẽ cho ở ngoài viền nha. Để vuốt cho cái phần đá cam này nó láng thì các bạn có thể dùng cái muỗng mình xoay đều cái tô như thế này thì nó sẽ láng thôi. Và bây giờ thì mình sẽ trang trí vào một lát cam. Cam này các bạn cắt vào nửa lát thôi như thế này. Mình gắn vào xung quanh cái tô vài cái lát cam nữa. Sắc màu cam không. Và mình sẽ trang trí vô.
vài cái lá bạc hà xanh xanh nữa để nhìn cho nó nổi bật nhé, chứ nhìn vô thấy cam lè không à. Và cuối cùng là mình sẽ rưới cái phần nước sốt cam lên. Và nước sốt cam mình, để cho các bạn nhìn nè, mình lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra thì nó kẹo nè các bạn nhìn nè, rất là sệt luôn nha. Và mình sẽ rưới lên. Và giống mật ong quá. Thì mình sẽ ăn bingsu thôi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn cái tô bingsu của mình nè, đầy sắc kem luôn. Wow, rất là hấp dẫn luôn á. Các bạn nhìn nè. Wow, nhìn những cái miếng cam nè. Cam này ngọt lắm nha các bạn, không có chua lắm nha. Nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mà cái vị ngọt thì nó chua nhiều. Cam này thì cái vị ngọt nó nhiều hơn là vị chua đấy các bạn. Rồi thôi bây giờ mình ăn thôi, tranh thủ phải ăn để thôi hơi nó tan nó chảy ra hết luôn á. Đây mình sẽ ăn thử cái phần sữa nè, quết một miếng sốt cam vô. Cái phần sữa đó các bạn thì rất là thơm luôn, và sốt cam thì nó có vị rất là đậm đà, chua chua ngọt ngọt nè, và vị ngọt rất là thanh. Sữa rất là thơm luôn á. Wow, rất là mát lạnh luôn đó các bạn. Trời đang nắng nóng nực mà mình ăn một cái tô bingsu cam như thế này thì rất là mát luôn nè. Cam thì rất là bổ nè và rất là đẹp da nữa. Đây mình sẽ ăn kèm với một lát cam như thế này. Tép cam ngọt ngọt chua chua nè, rất là nhiều nước luôn á. Tại đây thì mình dùng sữa tươi có đường, còn nếu các bạn không có sữa tươi thì mình có thể dùng sữa đặc, mình pha với nước ấm cũng được. Các bạn pha cái độ ngọt sao cho hợp khẩu vị ăn của mình là được rồi. Wow, nhìn cái phần lá sữa này nè, rất là mịn luôn. Bình thường thì nếu mà các bạn đi ăn ở ngoài quán á thì người ta hay có cái máy. Cái máy người ta để vô người ta bào ra thì nó rất là mịn luôn và rất là tơi nữa. Còn mình làm ở nhà thì mình đập bằng tay, nó cũng mịn nhưng mà nó không có tơi như là làm bằng máy. Vị chua chua ngọt ngọt nè, không quá ngọt cũng không quá chua. Wow, cái phần cam này nó muốn cứng hơn các bạn. Mình phải tranh thủ mình ăn nhanh lên để thôi nó chảy ra hết. Khi ăn thì mình sẽ ăn với một lát cam. Và ngoài ra các bạn cũng có thể cho thêm các loại trái cây khác vô cũng được. Trong lúc mà mình ăn thì các bạn thấy nó sẽ chảy ra nước, tại vì mình ăn không kịp á. Thì mình sẽ dùng một cái ống hút để mình hút cái nước này ra bớt. Rồi, hết nước rồi các bạn ơi. Mình ăn tiếp thôi. Và các bạn thấy cách làm bingsu cam của mình rất là đơn giản và lại dễ làm luôn nha. Các bạn chỉ cần cho sữa và nước cam vào trong ngăn mát tủ lạnh. Nhưng mà các bạn không dùng nước cam cũng được, mình chỉ dùng sữa thôi. Rồi mình kết hợp với lại nước sốt cam và cam lát như thế này thì cũng rất là ngon đấy. Hè sắp đến này các bạn ơi. Các bạn hãy tranh thủ làm cái món bingsu cam này đi nhé. Bingsu thì có khá là nhiều loại luôn. Còn hôm nay thì mình làm với bingsu cam như thế này thì ăn vị nó vừa thanh vừa mát nè, chua chua ngọt ngọt nè, rất là ngon luôn. Các bạn nhìn những cái tép cam nè, nhìn những tép cam là bắt đầu là khát nước rồi đấy. Và các bạn ơi, video làm món bingsu cam của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nhé. Nếu các bạn mà có thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!